Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay, xin hãy bấm like và để lại bình luận phía dưới. Bấm vào đăng ký kèm nút chuông nho nhỏ ngay bên cạnh để ủng hộ kênh YouTube của Tình Kiếm 3D, đồng thời nhận được mọi thông báo của chúng mình trong thời gian tới nhé.